Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tại thời điểm tháng 6 năm 2024, có 3.507 người chấp hành xong án phạt tù đã về tái hòa nhập với cộng đồng trong thời gian 5 năm. Thực hiện nghị quyết số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk đã ký chương trình phối hợp số 175 giai đoạn 2024-2028. Sau gần một năm triển khai thực hiện chương trình số 175, Công an các cấp trong tỉnh đã phối hợp rà soát lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện để chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh giải quyết cho 223 người chấp hành xong án phạt tù được vay với tổng số tiền hơn 18,6 tỷ đồng. Thực hiện quyết định số 22 ngày 17 tháng 8 năm 23 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, thì Bộ Công an giao cho C11 đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách triển khai thực hiện ngay cái chương trình này, và cũng khẳng định đây là một cái chương trình rất nhân văn, giúp cho những người chấp hành xong án phạt tù để sớm tái hòa nhập với cộng đồng. Và qua đó thì Ngân hàng Chính sách cũng đã phối hợp với C11 và Bộ Công an triển khai thực hiện các cái chương trình kế hoạch phối hợp và rà soát những cái người vay đảm bảo các cái điều kiện tiêu chuẩn để thực hiện triển khai. Cụ thể như trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì chúng ta cũng cho vay được trên 223 trường hợp người chấp hành xong án phạt tù với trên 18,6 tỷ đồng. Đây là một cái chương trình mà phối hợp giữa Bộ Công an và Ngân hàng Chính sách thực hiện rất kịp thời, đáp ứng được cái sự mong mỏi của những người mà chấp hành xong án phạt tù để có công ăn việc làm, sớm tái hòa nhập đối với cộng đồng, trở thành những công dân tốt có ích cho xã hội. Với nguồn tiền vay và sự cố gắng của bản thân cùng gia đình, những người chấp hành xong án phạt tù đã có vốn ban đầu để làm ăn sản xuất, ổn định cuộc sống, hoàn lương. Trong đó, nhiều người đảm bảo đủ điều kiện, có kế hoạch làm ăn tốt đã được vay với số tiền tối đa 100 triệu đồng, theo quy định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Nguyên trước đây tôi là một nhân viên ngân hàng nông nghiệp, nhưng do về vi phạm cái quy trình cho vay nên tôi bị kết án là 4 năm. Năm 2021 thì tôi đã đi chấp hành thi hành án và bản thân tôi cải tạo tốt, cho nên là được giảm án, và đến tháng 9 năm 2023 thì tôi được về. Sau khi trở về địa phương thì gia đình cũng khó khăn và bản thân cũng tự ti, cho nên nhưng mà nhờ có địa phương cũng như là công an của thị trấn và ngân hàng chính sách cũng rất là quan tâm tới động viên, và ngân hàng chính sách hỗ trợ cho gia đình vay 100 triệu để đầu tư mua phân bón rồi cho chăm sóc cho cây sầu riêng, và hiện tại thì cây sầu riêng cũng đạt được kết quả, cho nên bản thân cũng xóa đấy cái tự ti mà cảm, và cũng cảm thấy là hòa nhập với cộng đồng. Dạ, năm 2019 là em như kiểu bồng bột là dấn thân vô đi mua bán ma túy, xong rồi bị lực lượng công an bắt, xong rồi đi cải tạo ở Đắk Trung, mức án là 2 năm 3 tháng, rồi em được giảm án 5 tháng, rồi em đi 1 năm 10 tháng về. Rồi sau những 5 tháng mà em ở tạm giam thì em khuyên các bạn trẻ là đừng bây giờ vi phạm pháp luật nữa, bây giờ cái gì cũng trả giá của nó hết, với lại không mang lại lợi ích cho riêng bản thân mình với lại gia đình xã hội. Lúc mà em ở chạy về là em rất may mắn là được cán bộ địa phương và ngân hàng về tạo điều kiện cho em vay vốn để làm ăn phát triển kinh tế, và em bây giờ em lấy vợ và có một đứa con, và được nhà nước tạo điều kiện cho là vay vốn 100 triệu để sử dụng vào mục đích là làm nông với mẹ ở nhà. Và em cảm ơn nhà nước với lại các cán bộ tạo điều kiện cho em. Dạ, trong năm 2020 thì em có bị tòa tuyên án là bị tàng trữ trái phép chất ma túy, bị án phạt là 12 tháng và cải tạo ở trại giam Đắk Trung. Thời gian cải tạo thì cải tạo tốt, được giảm cho 2 tháng và về với địa phương. Trong thời gian em về thì bà con trong làng xóm thì không kỳ thị, chính quyền địa phương cũng thường xuyên tới lui thăm hỏi, đặc biệt là bên ngân hàng và lực lượng công an tới thăm hỏi và hỗ trợ em vay vốn 100 triệu để làm lại cuộc đời, trở thành một công dân tốt. Trong số tiền 100 triệu đó thì em đã về trồng cà phê, cụ thể là em mua 1.000 cây cà phê. Hiện tại vườn cà phê của em là hơn 2.000 cây.
Hy vọng trong thời gian tới, việc giải quyết hỗ trợ cho những người chấp hành xong án phạt tù, trở về tái hòa nhập cộng đồng vay vốn tín dụng làm ăn sẽ được các xã, phường, thị trấn cùng ngân hàng chính sách phối hợp với các đơn vị hữu quan thực hiện, giải ngân tốt hơn nữa. Tất cả những điều đó sẽ góp phần giúp cho những người chấp hành xong án phạt tù thuận lợi hơn trên những bước đường hoàn lương và góp phần cùng toàn xã hội phòng ngừa, tiếp tục làm giảm tình trạng tái phạm, đảm bảo tốt hơn an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.